X và hạt Châu Như và dạ hạt Dưới Linh Xuân F2 đã ghép trong chậu dớn hoặc là bạn gỗ, cây rất là khỏe ạ. Đây, để tránh trường hợp mọi người kêu em quay quay thì to mà sao mà gửi hàng thì nhỏ thì em cũng quay một cách khả quan trực tiếp tất cả các cây, không có lô hàng. Dạ thì trong lô hàng thì chắc chắn là gửi là sẽ có cây to cây nhỏ, nhưng mà đợt này thì hàng về rất là đều ạ, ghép sẵn trong bạn gỗ hoặc là chậu thì các cây đều đều như nhau. Đây em lựa đại một cây đó đi để và so sánh theo cái đốt tay để cho mọi người dễ hình dung, chứ mọi người cô chú thì hay hỏi là cây cao bao nhiêu bằng đốt tay đi đó, và rễ rất là khỏe, rồi rễ ra đều rất khỏe, cây tươi tốt, về chỉ việc treo lên thôi, về chỉ việc treo lên như thế này thôi đó. Thì đa phần là Châu Như thân tím và F2 thì hoa rất đẹp. Em sẽ tí nữa sẽ đưa cho mọi người thấy cái mặt hoa phía bên trên. Đây, rễ đây, rất rất là khỏe rồi. Cây này về là chắc chắn sống 100% rồi. Cho mọi người, cô chú anh chị nhiều khi ra chai rồi nó lại hư cây á, lại uổng. Thành ra shop bán hàng ra chai sẵn để cho nó tiện cô chú anh chị. Đó. Thì cũng xin phép giới thiệu luôn là cô chú anh chị đem hàng của shop về á thì nhớ bỏ vô chỗ mát nha, chỗ mát một thời gian cho nó tịnh cây. Đây shop treo lưới ở trên là cách mưa hết toàn bộ để cho cây nó tịnh. Đó, tưới nước thì cách tưới nước thì như cái đây thì một ngày mình tưới khoảng 3 lần, sáng sớm mình tưới một lần. Cái này thì không sợ thối tại vì shop trồng dớn á, nó không giữ ẩm cao đâu, nên sáng mình tưới một lần, trưa mình tưới phun sương lại thôi, sáng tưới đậm, trưa tưới phun sương, chiều tưới đậm cho nó nha cô chủ, cô chú ạ. Dạ thì đó là quá trình chăm sóc cây. Còn phân bón á thì cô chú anh chị có thể dùng B1 với thằng Tetasoft 4 phun cho nó 2 tuần một lần nhé, để cho nó rễ nó mọc dài hơn nữa. Tầm anh chị nuôi tầm tháng nữa là rễ nó bắt đầu bám lên đây là cây nó khỏe hẳn luôn nè. Đó thì còn phân bón thì cô chú anh chị cứ xài phân 20 đều cộng với phân Rotlet, một tuần phun 2 lần là cây xanh mướt, bổ sung thêm các thành phần nếu có như amino sắt, bo, hoặc là bổ sung thêm cái thằng canxi nitrat hoặc là magie nitrat thêm để cây cứng cáp hơn. Đó là chia sẻ của shop. Thì giá bán của một cây như thế này là 50.000 một cây, bán lẻ 50.000. Còn nếu mà mua 10 cây thì tính giá 45.000 một cây ạ. Số lượng có hạn thôi, chỉ một ít thôi. Dạ thì đợt này về ít thử nghiệm trước ạ, với lại xuất những cây to, còn cây nhỏ thì để lớn rồi shop lại tiếp tục xuất. Dạ thì shop sẽ nhận code COD đó, gửi qua bưu điện, thanh toán tiền, nhận hàng thanh toán tiền và có thể kiểm tra hàng đều được hết ạ. Thì cái này shop đã sẽ đảm bảo hàng cho cô chú anh chị. Đợt trước thì gửi chầm thì có một số cô chú anh chị thì hư hư cây, có một số cây thôi, ví dụ trong một 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 lô đó thì 1-2 cây nó bị hư thì shop sẽ cố gắng đền bù thiệt hại cho các cô chú anh chị ạ. Thì còn cái đợt trước chầm về thì lá nó vàng là do hiện tượng mùa này nó đang xuống lá, tại cái lô đó là hàng nó đã thắt ngọn rồi, nó xuống lá rồi. Thì thực ra lá nó vàng thì mùa này xuống lá thôi, chứ cũng hóa cây thì đảm bảo nó sống 100% đó, tại cây đợt trước rễ nó đẹp dài hơn, còn lô này thì lá xanh chưa xuống lá, cây còn đang phát triển. Thì
Cô chú anh chị nếu yêu thích sản phẩm của shop thì có thể đăng ký kênh của shop để shop sẽ cập nhật nhiều cái sản phẩm giá rẻ hơn. Và hôm sau thì shop sẽ có thêm cây trầm rồng đỏ vào ngày mai. Và đăng ký kênh giúp shop chia sẻ giúp shop. Và sắp tới Noel thì shop sẽ có một cái chương trình khuyến mãi dành cho tất cả cô chú anh chị đã mua hàng của shop. Shop xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.